Chào mừng các em học sinh quay trở lại với kênh học toán online Nếu đây là lần đầu tiên các em đến với kênh học toán online thì vui lòng ủng hộ kênh học toán online bằng cách nhấn vào nút đăng ký và bấm chuông like và chia sẻ video để nhận được các video mới nhất từ kênh học toán online Rồi bây giờ mời các em mở sách giáo khoa môn toán lớp 3 trang 6 bài luyện tập Đầu tiên mời các em làm bài tập số 1 tính 367 cộng với 120 bằng bao nhiêu? Thì đây là phép cộng các số có 3 chữ số. Các em nhớ là bao giờ cũng cộng hàng đơn vị trước. Sau đó kem cộng hàng chục. Và cuối cùng là kem cộng hàng trăm. Hàng đơn vị 7 cộng 0 bằng 7 Viết 7 Hàng chục là 6 cộng 2 Bằng 8 Viết 8 Và hàng trăm là 3 cộng 1 Bằng 4 Viết 4 Thì đây là phép cộng Các số có 3 chữ số Không nhớ 487 Cộng với 302 7 cộng 2 bằng 9 Viết 9 8 cộng 0 bằng 8 Viết 8 4 cộng 3 bằng 7 Viết 7 Đây cũng là phép cộng Các số có 3 chữ số Và là phép cộng không có nhớ 85 cộng với 72 5 cộng 2 bằng 7 Viết 7 8 cộng 7 bằng 15. Viết 15. Rồi tiếp theo là 108 cộng với 75. Các em nhớ là số 75 không có chữ số ở hàng trăm. Như vậy các em nhớ đặt tính sao cho đúng. Hàng đơn vị là 8 và 5 phải thẳng cột với nhau. Và hàng chục là 0 và 7 phải thẳng cột với nhau. 8 cộng 5 bằng bao nhiêu? Bằng 13. Viết 3 nhớ 1. Các em nhớ sang. Nhớ sang hàng chục. 0 cộng 7 bằng 7. Và thêm 1 bằng 8. Viết 8. 1. Các em hạ xuống. Rồi tiếp theo mà các em sang bài tập số 2 đặt tính rồi tính A nhỏ 367 Cộng với 125 Ở đây các em cộng hàng đơn vị trước Tiếp theo là cộng hàng chục Và cuối cùng là các em cộng hàng trăm 7 cộng 5 bằng 12 Viết 2 nhớ 1 các em nhớ sang hàng chục 6 cộng 2 bằng 8 Thêm 1 bằng 9 là viết 9 3 cộng 1 bằng 4 Viết 4 Thì đây là phép cộng các số có 3 chữ số Có nhớ 1 lần Và là nhớ sang hàng chục Như vậy kết quả đây bằng 492 487 cộng với 130 7 cộng 0 bằng 7 viết 7. 8 cộng 3 bằng 11, viết 1 nhớ 1. 4 cộng 1 bằng 5, thêm 1 bằng 6, viết 6. Thì ở đây 8 cộng 3 bằng 11, viết 1 nhớ 1. Thì em nhớ 1 sang hàng trăm. Ở hàng trăm là 4 cộng 1 bằng 5, thêm 1 bằng 6, viết 6. Như vậy đây là phép cộng các số có 3 chữ số, có nhớ 1 lần và là nhớ sang hàng trăm kết quả bằng 617. Rồi tiếp theo các em sang câu B, 93 cộng với 58. 3 cộng 8 bằng 11. Viết 1 nhớ 1. 9 cộng 5 bằng bao nhiêu? Bằng 14. Thêm 1 bằng 15. Viết 15. Kết quả bằng 151. 168 cộng với 503. 8 cộng 3 bằng 11. Viết 1 nhớ 1. 6 cộng 0 bằng 6. Thêm 1 bằng 7. Viết 7. 1 cộng 5 bằng 6. Viết 6. Rồi như vậy kết quả bằng 671. Tiếp theo mà các em sang bài tập số 3. Giải bài toán theo tóm tắt sau. Thùng thứ nhất có 125 lít dầu. Thùng thứ hai có 135 lít dầu. Cả hai thùng có bao nhiêu lít dầu? Như vậy là để tính cả hai thùng có bao nhiêu lít dầu thì các em chỉ việc lấy số lít dầu của thùng thứ nhất là 125 cộng với số lít dầu của thùng thứ hai là 135. Tức là các em thực hiện phép tính là 125 cộng với 135. Ở đây chúng ta có thùng thứ nhất này chứa 125 lít này. Thùng thứ hai chứa 135 lít này. Người ta hỏi cả hai cái thùng này chứa tất cả là bao nhiêu lít dầu. Cả hai thùng này thì các em làm phép cộng thôi. 125 cộng với 135. Rồi như vậy chúng ta có lời giải chi tiết của bài toán này như sau số lít dầu có trong cả hai thùng là Các em lấy thùng thứ nhất là 125 cộng với thùng thứ hai là bao nhiêu? Là 135. Các em đặt tính và thực hiện phép tính. 5 cộng 5 bằng 10. Viết không nhớ 1. 2 cộng 3 bằng 5. Thêm 1 bằng 6. Viết 6. 1 cộng 1 bằng 2. Như vậy là kết quả bằng 260 lít. 260 lít Và chúng ta có đáp số là 260 lít Hoặc là các em đáp số là 260 lít dầu cũng được Cho nó cụ thể Rồi bây giờ mời các em sang bài tập số 4 tính nhẩm Câu A là 310 cộng với 40 Thì cách nhẩm như sau 310 tức là 300 cộng 1 chục Cộng với 40 Tức là cộng với 4 chục ở đây các em chỉ việc nhẩm 1 chục cộng bốn chục bằng 5 chục. 300 giữ nguyên. Như vậy kết quả bằng 300 50, tức là 350. Rồi tiếp theo là 150 cộng với 250 thì cách nhẩm như sau. 150 gồm 100 và 50. 250 gồm 200 và 50. Thì cách nhẩm ở đây các em lấy 100 cộng 200 bằng 300 50 cộng với 50 bằng 10 chục Thì 10 chục chính là 100 Như vậy các em lấy 300 cộng thêm 100 bằng 400 400 Kết quả là bằng 400 Rồi 450 trừ đi 150 Thì cách nhẩm như sau 450 Tức là 450 trừ đi 150, tức là trừ đi 150. Cách nhẩm các em lấy 400 trừ 100 bằng 300. 50 trừ 50 bằng bằng 0, 0 chục. Như vậy kết quả bằng 300. 300, các em viết số 300 vào. Rồi tiếp theo mời các em sang câu B. 400 cộng với 50. Tức là 400 cộng với 50 thì bằng 450. 450 ở đây chính là 450. Các em viết số 450 vào. Rồi tiếp theo là 305 cộng với 45. Thì cách nhảm như sau. 305 bao gồm 300 và 5 đơn vị. Cộng với 45. 45 gồm 40 và 5 đơn vị thì cách nhẩm các em lấy 5 cộng 5 bằng 10. 10 chính là một chục. Các em lấy bốn chục cộng với một chục bằng 5 chục. Như vậy kết quả bằng 350. 350. 350 chính là 350. Các em viết số 350 vào. Rồi 515 trừ đi 15. 500 cộng 15 trừ đi 15 thì 15 trừ 15 bằng 0. Kết quả bằng 500. Các em viết số 500 vào. Câu C là 100 trừ đi 50. 100 ở đây chính là 10 chục. Trừ đi 50, 50 là 5 chục. 10 chục mà trừ đi 5 chục thì bằng bằng 5 chục. Như vậy kết quả bằng bao nhiêu? Bằng 50.

và 15 đơn vị. Trừ đi 415, tức là trừ đi 400 và 15 đơn vị. Lấy 15 trừ 15 bằng 0. 500 trừ 400 bằng 100. Như vậy các em viết số 100 vào. Rồi tiếp theo mời các em sang bài tập số 5. Vẽ hình theo mẫu thì để vẽ hình theo mẫu các em quan sát hình mẫu và chúng ta đánh dấu mỗi đỉnh của hình các em đánh dấu bằng một chấm các em quan sát mỗi đỉnh của hình các em đánh dấu bằng một chấm và sau khi đánh dấu xong các em sẽ lối các điểm với nhau vào các em nối như trên màn hình. Rồi đến đây chúng ta được đầu của con mèo. Tiếp theo là kem nối để được phần thân và phần chân con mèo. Rồi cuối cùng là kem nối để được phần phần đuôi con mèo. Rồi như vậy là bài tập số 5 đã kết thúc video hôm nay. Cảm ơn các em đã dành thời gian để theo dõi video và đừng quên ủng hộ kênh học toán online bằng cách nhấn vào nút đăng ký và bấm chuông. Like và chia sẻ video để nhận được các video mới nhất từ kênh học toán online. Và xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video tiếp theo.